Ngôi làng chết đói. Đất đai ngày một cằn cỗi, nước uống ngày càng khô hạn, cỏ và thức ăn cũng khan hiếm. Nếu chúng ta ở lại đây thì chúng ta sẽ chết cả thôi. Vì vậy, ta quyết định dời dân trong nước đến một khu vực khác có nhiều đồng cỏ và dễ sống hơn. Tuy nhiên, đường đi dài và khó khăn. Những người già yếu nếu đi theo sẽ tạo nhiều khó khăn và cản trở. Vậy nên, ta đành bỏ lại họ nơi này để họ tự kiếm ăn và tự lo liệu cuộc sống vậy. Không được, tôi không thể bỏ cha tôi lại được. Đúng vậy, thế thì tôi cũng không đi. Không đi nữa, như vậy thì tàn nhẫn quá. Người nào không nghe lệnh của ta thì hãy mang đầu đến chịu phạt. Sư Đen, con đừng lo cho cha. Hãy đi theo quốc vương. Hãy đi tìm sự sống cho mình. Không được, cha ơi. Con chỉ có mình cha thôi. Sao con có thể bỏ cha lại được? Chỗ này thực sự đang bị hoang hóa. Nếu con không đi thì chắc chắn con sẽ chịu chung số phận với những người ở đây thôi. À, con nghĩ ra cách rồi. Cha chịu khó chui vào chiếc bao tải này. Con sẽ đặt cha lên chiếc xe thồ. Con sẽ đưa cha đi cùng. Không được đâu con trai. Nếu quốc vương biết con sẽ bị chém đầu. Đằng nào cũng chết. Thôi, cha cứ nghe con làm theo cách đó. Ngươi mang gì mà nhiều đồ đạc vậy? Mang như vậy thì làm sao đi nhanh theo kịp được đoàn? Dạ, tôi sẽ cố gắng ạ. Đi thôi. Cha uống nước đi cha. Có chút lương khô, cha ăn cho đỡ đói. Con xin lỗi vì đã để cha phải khổ sở như vậy. Không đâu, tại cha mà con vất vả hơn rồi. Nhìn xem, dưới kia có một chiếc chén vàng. Ai đó hãy xuống dưới lấy lên đây cho ta. Ta sẽ thưởng cho. Tôi biết bơi, để tôi lấy. Để tôi. Lặn xuống đấy thì chỉ có chết. Cha ơi, quốc vương đứng trên vách đá nhìn xuống biển. Ngài thấy dưới đáy biển có một chiếc chén vàng. Và giờ ngài đang hạ lệnh bắt tất cả mọi người phải xuống lặn lấy cho ngài. Cái chén không thể nằm dưới biển sâu mà đứng trên bờ lại thấy được. Đó chỉ là cái bóng của nó mà thôi. Con thử quan sát kỹ trên bờ biển có ngọn núi nào không. Nếu có thì cái chén nằm trên đỉnh núi và bóng nó in hình dưới biển. Tâu quốc vương, cái chén đó không có ở dưới biển. Đó chỉ là cái bóng của nó thôi. Thực chất nó đang ở trên núi cao kia. Để thần đi lấy nó về cho ngài. Được, vậy hãy mau đi đi. Tuân lệnh. À, kia rồi. Dạ, chiếc chén vàng đó đây, thưa quốc vương. Tốt lắm, ta thưởng cho ngươi thêm phần lương khô và nước uống. Nào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Khát, nước đâu? Khát quá. Cha ơi, mọi người sẽ chết mất nếu không tìm thấy nước. Con trai, hãy thả một con bò cái 3 tuổi ra và đi theo nó. Nó dừng lại và hít ở đâu thì đào ngay xuống chỗ đó. Khát quá, không còn một giọt nước nào. Bẩm quốc vương, tôi đã có cách để tìm ra nguồn nước. Sao? Ngươi nói sao? Vậy ngươi hãy tìm mau. Nhưng ngài hãy cho tôi mượn một con bò. Được. Chỗ này có nước, hãy đào nó lên. Nước, cho tôi nước. Sư Đen, làm thế nào ngươi nghĩ ra cách để lấy được chén vàng và tìm ra mạch nước ngầm này? Tôi... Dạ, thực ra thì tôi chỉ làm theo lời cha tôi mà thôi. Lời cha ngươi? Thế cha ngươi ở đâu? Ta đâu có cho người già nào theo đoàn. Dạ, mong quốc vương hãy tha tội chết. Hạ thần vì thương cha nên đã để cha trong chiếc bao tải này theo đoàn. Ta đã lầm khi cho rằng những người già là cản trở của người trẻ. Tuổi già thường sáng suốt vì có nhiều kinh nghiệm. Nhà ngươi không cần phải trốn tránh nữa. Từ nay hãy làm cố vấn cho ta. Ta cũng tuyên bố bãi bỏ lệnh cũ. Người dân nào muốn quay lại đón cha mẹ, ta sẽ đồng ý. Hoan hô quốc vương! Hoan hô quốc vương! Ước mơ của cậu bé chăn bò. Cháu ơi, cháu chồng hỏi đường sang làng Hạ đi lối nào nhỉ? Dạ, cháu chào ông cứ đi qua bãi cỏ này, gặp con đường lớn thì đó là đầu làng Hạ. Cảm ơn cháu. Mà cháu làm gì một mình ngoài bãi cỏ thế này? Cháu đi chăn bò không ạ? Cháu không đi học ư? Đi học ạ? Không, công việc của cháu là chăn bò. Cháu cũng không muốn đi học ông ạ. Vậy sau này lớn lên, cháu định làm gì? Cháu không biết, lớn lên cháu vẫn đi chăn bò vậy thôi. Thôi, ông đi đây. Chào cháu nhé. Vâng, cháu chào ông ạ. Nắng nóng quá, lại đói nữa. Kể sáng ra có củ khoai thì tốt. Cậu bé chăn bò, cậu bé chăn bò. Ai đấy? Ai gọi tôi? Là ta. Ta là cây cầu được ước thấy. Cậu đang ngủ dưới tán lá của ta. Ta sẽ cho tất cả những điều cậu nghĩ trong đầu sẽ thành hiện thực. Ồ, thật vậy sao? Mình đói quá. Giờ mình chỉ muốn một bữa ăn ngon. Bây giờ mà có chiếc giường êm ái để ngả lưng thì tuyệt. Êm quá, lại còn mát nữa. Thật tuyệt vời. Lạ lùng thật. Không biết là thực hay mơ đây. Hay ma quỷ đang treo chọc mình. Trời ơi, đúng là ma quỷ đến thật rồi. Giờ thì mình chết chắc rồi. Ta đã nói rằng tất cả những gì cậu nghĩ đều trở thành hiện thực rồi kia mà. Cớ sao tâm trí không nghĩ tới điều tốt đẹp mà là nghĩ đến ma quỷ? Chính suy nghĩ của cậu sẽ quyết định cuộc đời của cậu đấy, cậu bé ạ. Không! Ôi! May quá! Chỉ là một giấc mơ. Đã quá trưa rồi, về thôi cháu. Dạ, ông về rồi ạ. Cháu cũng chuẩn bị về đây. Ừ, ông xong việc bên làng Hạ rồi. Chào cháu nhé. Vâng, cháu chào ông ạ. À, ông ơi, ta đã nói rằng tất cả những gì cậu nghĩ đều trở thành hiện thực rồi kia mà. Cớ sao tâm trí không nghĩ tới điều tốt đẹp mà là nghĩ đến ma quỷ? Chính suy nghĩ của cậu sẽ quyết định cuộc đời của cậu đấy, cậu bé ạ. Gì hả cháu? Cháu đang nghĩ xem mai sau cháu sẽ làm gì. Nhưng cháu sẽ không mãi là cậu bé chăn bò nữa đâu mà. Ừ, phải thế chứ. Bí mật trong chiếc hộp trắng. Bà Hoải, bà đấy vào đây được 2 tuần rồi. Rõ khổ, chỉ có một thân một mình. Mình thấy bà cụ kỳ cục thế nào ấy. Nói gì bà cụ cũng lấy tay che miệng. Mà bà cụ chỉ có một mình sao? Nghe nói chỉ có hai vợ chồng già, con cái không có. Cụ ông cũng đổ bệnh ngay sau khi bà vào viện. Thôi, cậu giúp mình dìu bà cụ vào trong nghỉ đi, trời sắp lạnh rồi. Khổ thân bà ấy. Bà có cần cháu giúp gì không ạ? Chiếc hộp. Trước khi bà chết, cô làm ơn. Thưa bà, có phải bà muốn nhờ cháu tìm giúp bà chiếc hộp nào đó đúng không ạ? Vậy bà cho cháu địa chỉ đi, cháu sẽ qua nhà bà tìm cho. 168 đường Văn Lang. Vâng, cháu sẽ tranh thủ qua lấy cho bà. Chào anh, cô là... Tôi là y tá chăm sóc cụ Hòa. Bà cụ có nhờ tôi qua lấy cho cụ món đồ. Còn anh là... Tôi là người họ hàng xa. Trước khi cụ ông mất, cụ có nhờ tôi tới dọn dẹp, đóng gói đồ đạc. Trời, cụ ông đã mất rồi sao? Vậy mà bà cụ không hề hay biết gì. Trước khi mất, ông đưa ra yêu cầu không được để bà biết gì về cái chết của mình cô ạ. Ông không muốn bà quá đau lòng. Ông bà ấy là một cặp đôi rất đặc biệt. Bà cụ nhờ tôi qua lấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Anh có thể tìm giúp tôi được không? Vâng, để tôi tìm. Đây cô, may là tôi chưa đóng gói tất cả đồ đạc đấy. Cảm ơn anh. Thôi, chào anh nhé. Rõ khổ, cụ sẽ ra sao nếu biết cụ ông qua đời cách đây một tuần. Hẳn trong đây phải là một tài sản rất lớn, hoặc một đồ gì rất có giá trị, thì bà cụ mới tha thiết nhờ mình tìm giúp đến thế. Cháu đã mang chiếc hộp màu trắng về cho bà đấy ạ. Mở ra và giúp bà với. Hóa ra bà cụ bị móm nên luôn lấy tay che mồm khi nói chuyện. Mà trời ơi, bao nhiêu thứ bà không nhờ mình tìm hay cất giữ, mà lại nhờ tìm bộ răng giả là sao? Yêu ông ấy suốt cả đời và không muốn cái chết của bà làm ông ấy hoảng sợ. Trời ơi, bà ấy đâu biết cụ ông đã... Bà cụ vẫn muốn mình thật đẹp trong mắt người mình yêu thương. Cụ ấy đã ra đi rồi. Cụ đã ra đi gặp tình yêu lớn của đời mình. Trông cụ ấy hạnh phúc và thanh thản làm sao. Thật cảm động. Bà lão muốn chồng mình thấy mình vẫn đẹp ngay cả lúc chết đi ở tuổi 80. Tình cảm mà hai cụ dành cho nhau thật đẹp. Đúng là tình yêu bất diệt cậu à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!